chào cả nhà nhá. Cả nhà ăn cơm với gia đình. Ô, anh lấy mỗi hột đấy mà. Cái gì? Đâu đâu mà nhìn thấy nào, để tao chỉ cho. Tao chỉ cho chỗ một canh. Anh lấy mỗi hột anh ăn đi. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nhá. Luôn tục gia đình của một tuần 3-4 lượt anh em tập trung lại chiến đấu cả nhà. Mình cứ chia sẻ này là cứ khoai sọ nấu rồi là nem rán gà đấy với cơm gia đình đấy, cứ tập trung một tuần cứ phải 1-2 buổi gia đình tập trung cơm nước cứ, tập trung thế không ăn muối hột thì ăn một canh à Thu? Chuyên ăn một cũng ăn một canh đấy cả nhà. Hàng ăn nem hay ăn gì để cô gắp cho. Nó ăn mì hay ăn gì hàng? Ừ. À xìa chị Hằng có xìa nữa. Đấy, cơm gia đình mình cứ tập trung con cháu cả nhà cứ ăn cùng với gia đình mình nhá. Rồi. Mà cả nhà mình lại phải chuyển đây rồi, không thể trốn được các em ấy. Mình đang ăn cơm với bên chị em phụ nữ kia nhưng không hôm nay không thể trốn được. Nó lại nói ra đây rồi. Nào, nó thế một biết chỗ những cái dâu dài kia mà trốn sang chị em. Nhưng mà hôm nay nó cũng cũng người nó cũng nơi rơi nó cũng mệt mệt. Ừ. Đấy như thế. Cho nên hôm nay là trốn sang mầm các em bên kia nhưng mà không thể ổn được với mấy chú này, chúng phải xách sang đây. À. Toàn hết chưa anh nhỉ? Hết rồi. Ngó chén được đây, kịp qua Trung Nghĩa rồi. Kênh Trung Nghĩa tổng hợp. À từ từ, anh chú hết chưa nhỉ? Nắc đấy rồi đấy đấy rồi rồi lồng ghét cả màn hình của chú ơi, tôi từ nhẹ nhàng thôi nào keng hay quá nào, anh bắt tay chú gái rồi bắt tay nó đưa quả đấm này anh em thì mình hai tiếng ngạn đang ngủ lắm mà mình hôm nay không mang cái chân quay cầm tay nó hơi rung nắc cả nhà thông cảm nhá. À, thôi bây giờ mình sẽ vào mình chia sẻ thêm bữa cơm hàng ngày gia đình là thế nào. Hôm nay là thôi mình cứ làm tí xôi cho nhuốt cho nó trôi. Nói hay thế, làm tí xôi nhuốt cho trôi. Chưa gì làm tí xôi thế này rồi là ăn là nghẹn đấy. Là ta thớ rất ngon. Đấy. Em xé rất dai này. Ui dồi ôi gồng mình lên. Chấm với cái món huyền thoại của bác à. Huyền thoại là món gì? Đấy, mưa ớt của bác ấy, mưa hột đấy. Ôi, yêu rồi, ra ngoài kia đi. Ngon. Nhìn chân gà đã biết gà là biết gà. Nhìn chân gà đã biết là ngon hay không. Gà này cái bột cào này chắc là khó gặm lắm. Chân bé như là cái đũa. Chân gà tre. Đây cả nhà này. Mình cứ chia sẻ cái khoai nấu này, gà luộc này và bát canh miến. Ngồi. Được chấm nem. Ngồi. Còn là chả giò đấy, rán. Đấy, đặc trưng nhất là cả nhà này là phải bát cà pháo, cà và muối. Ngon lắm. Nhiều nó bát thôi nhưng đừng có gấp ăn. Nhưng mà nói bác về này. Bác vừa sang đây ăn lúc nào em phần mắc cái đầu gà này. Ừ, đấy. Ok, để anh. Mời anh luôn. Đầu gà má lợn anh ngồi anh chơi. Ừ. Đây, để đây trong này phải đeo tí ớt vào. Đeo ớt vào màu này. Đấy, và màu nó mới màu đỏ đấy. Ừ, anh chơi được rồi. Ăn luôn cho nó nóng. Rồi. Mời cả nhà nhá. Cái em nó chăm sóc cái này, cái đầu gà này toàn xương với sẩu mà. Mời nhá. Ôi ăn đi ơi. Ừ, ngon lắm. Dùng tay quá. Dùng tay. Mời ở nhà nhá. Ngon nhỉ. Cho miếng ớt nữa mà chú ạ. Úi dồi, được đấy. Nhìn đẳng cấp quá. Đẳng cấp quá. Đẳng cấp phải chấm món gì. Wow. Trời ơi. Được đấy. Ăn. Rồi, ngon nhỉ. Tuyệt vời không mặt trời. Cái này cái bồ cào này mày mà gặm theo cái răng. Đó là chuyên chân. Cái giống gà gì này nó đang là chuyên chân và đang chuyên đầu. Ông này khôn, ông ăn ở đầu mình gọi là kém hơn thì mình ăn cái chân.
Đấy, mình cứ chia sẻ cả nhà này, mấy anh em mình đây là toàn mấy là anh em trong nhà đấy, và cũng là làm ít nhiều cũng làm YouTube đấy, anh em mình cứ vào kênh tương tác hộ anh em mình tí, là đây là Đinh Xuân tổng hợp này, và đây là Chu Nghĩa tổng hợp, còn đây chắc là cả nhà biết rồi, là Lê Toàn là biết rồi. Thôi được rồi, thay mặt cho các anh em làm YouTube tôi kịch với cả anh Nguyễn Ngọc Biển một chén thì anh nói ai anh vừa giới thiệu anh em cái này là đúng. Chuẩn. Nhưng mà đã lưng lên là phải ở tận Bắc Cạn chứ không phải là ra ngoài ngõ kia là thì không được nha. Ra ngõ kia là không được gì. Đâu rồi nha, nhớ nồi chân định 50 cho nhá. Kịch mỏi cả tay. Năm mươi rồi. Lâm lên là phải Bắc Cạn rồi. Bắc Cạn à? Thôi cũng theo chú quá không này. Đáng nghĩa là cho anh Tha anh đã sang mâm chị em phụ nữ ngồi ăn rồi. Các chú hôm nay em anh như thế này nó lại nhọc quá. Đấy là còn chưa vào cái tội mà bảo sang mâm chị em xong mà sang bên đây. Vô lý anh ra biển mà đi ra Thanh Hóa qua biển. Tại vì hôm nay anh mệt các chú biết rồi. Ngồi mệt cố gắng đi. Đấy, mệt cố gắng này kìa. Mệt cố gắng. Biển lớn mệt lệch bành. Cố gắng. Đây rồi nói đi. Xôi bà đồi ca ba muối. Cảnh nói hay là xôi bà đồi ca ba muối. Rau bà xào. Cháu ăn ngon. Mày đúng là có tuổi khác nhỉ, nó nói cũng khác nhỉ. Năm 2020 học cấp 3. Xôi bà đồ ca ba muối, cháu khen ngon. Rau bà xào, cháu ăn ngon. Nói đúng là đâu cháu không biết gì có vẻ quánh nhiệt tình không. À. Quên món rau à? Rau ngon đấy, nấu thử thức đi. Đó. Mình cơm đấy. Chân nước. Đúng rồi. Ngon tuyệt vời rồi. Cứ phải xoáy ca cái món thịt gà này. Qua sọ nấu xương. Xoáy ca cái món thịt gà này. Đấy. Mình quán mỗi gọi cái gà và cái ta nuôi. Mỗi bữa cơm gia đình cả nhà nó cái này là lâu cứ cả nhà cứ mới một tuần ra nó mỏng tan. Anh em nhà mình họp có 3-4 lần gần như 9 tuần ăn thật luôn đấy, món mình cứ chia sẻ với gia đình chúng mình như thế ra giàu lắm, thì tập trung anh em ăn như thế chứ không phải là này nọ gì cả. Cả nhà xem thấy hay nhớ anh ủng hộ cho anh em nhà mình nhá. Ô chú Xuân kiếm cho anh xem có miếng ba chỉ gà chứ cái nào không nhỉ? Ba dọi gà ấy. Anh không ăn đâu. Chả không ăn, chả khô lắm. Ăn hết rồi. Còn anh dùng cái này đi. Còn mấy miếng bạc, đây. Mấy miếng bạc chỉ gà chú ăn hết thì sao thì nữa. Gần bạc chỉ đây anh nói một tiếng. Ủa, dài. Còn chả này nó bớt lại cả nhà. Ngon chưa cả nhà. Da nó mỏng dính này nào. Chào mấy miếng thịt gà đi. Cái gì? Chào miếng thịt gà đi. Chào miếng thịt gà. Chào mấy thứ gà, chào keng keng anh đang nghe hết bây giờ keng nó mới đẳng cấp. Đẳng cấp à rồi. Wow. Ui giời, nọc dũng hả mày, sướng đời ta điền. Thịt gặp xương cứ ngoan ngoáo, đầu chọc hơn đầu bác Biển. Biết đầu bác Biển như nào, lại phải ăn miếng thịt gà nó nghẹn là phải làm miếng xôi cho trôi. Xôi cho trôi. Thích ăn là xôi ở nhà quê này cứ có nên là đổi thổi ăn với nhau. Xôi gà cả nhà, ăn xôi là chấm với gà. Xôi hết. Gà thì xôi hết. Ô Tiến bây giờ đi học về à? Ô tưởng là vẫn được nghỉ chứ. Vợ Chu Nghĩa tổng hợp gặp cái gì đây? Mai đánh tiếng Anh rồi phải nhớ đánh tiếng Anh Việt gọi anh Trang làm thử thưởng thức nhá. Đấy, cô em tôi đấy là từ hồi lấy chồng là đánh tiếng Anh cũng giỏi lắm cả nhà, vợ ông Chu Nghĩa tổng hợp đấy đánh tiếng Anh hơi siêu đẳng. Còn cái cô em tôi là chỉ được cái món đó, nó hấp tôm rất giỏi, còn cái con Thu này chưa chồng được cái mỡ họ tôm giỏi lắm, hấp tôm rất ngon.
Đấy, mình cứ chia sẻ bữa cơm gia đình nhà mình nó như thế cả nhà. Ăn đấy, ăn uống rồi sạch mâm thế mới ngon. À, ngon này có đám cưới à mà. Có đám cưới à? À thế, thế sao có xe kiểu xe đám cưới? Đám ma ai đấy mà. Anh ơi lại keng đi. Cái gì? Lại keng, lại keng. Keng lưu tục này à? Keng. Ôi lâu rồi. Toàn đâu? Cái này toàn phải hết đi. Mà hạ chén cho ta xem nào. Đấy rồi, hết rồi. Tí. Rồi, hết rồi. Nhất tí. Rồi, chống mông lên. Chống mông đít chén lên. Chống mông đít chén lên. Ờ. Lê Toàn. Nó rõ từ chống mông em. Chống mông đít chén lên. Rồi. Wow. Ăn nhậu nó phải thế. Anh em này cũng phải vui thế. Cuộc vui nào cũng phải là cũng phải thoải mái. Anh em mình nó thì thế thôi. Mai mốt về già không ai ăn uống được nữa thôi đó. Ba lần chậm mông chết đấy. Cả nhà mình cứ chia sẻ cái bữa cơm gia đình, dù cơm to cỗ nhỏ không cần biết nhưng cũng phải là vui. Cái vui mà cái tinh thần cả nhà đấy mình chia sẻ nó như thế. Chứ nhiều người à, bây giờ cái thời buổi này nó cũng hiếm. Nhưng anh em mình cũng ít được đồng như thế. Làm miếng cà bà muối đấy. Khoai bà lấu mà. Đấy. Cà bà muối, khoai bà lấu. Rau bà xào. À. Đúng. Tấu, rau bà xào, tấu cái ngon. Ôi giời ơi, hiếm người. Đúng là cái thằng thằng cò cháu cảnh nó năm nay nó sắp hết cấp 3, năm nay hết cấp 3 nó nói hay rồi. Cái gì nhỉ, cảnh vừa bảo cái gì nhỉ? Xôi bà lấu, cà bà muối. Anh em rau à? rau bà xào. Xôi là phải ăn cháu cái ngon. Ôi giời, thế này nhất thì nữa, nó đọc có văn nó không như mình. Phải ăn, ngày xưa các bác thì học hết có lớp 3 mà 4 năm lớp 3. Đấy. Cách đây còn là 40 năm về trước. Ôi lại nữa, ôi giời. Ôi làm thế nào anh? Cả nhà là mình mới cầm đang cầm chén này, nó lại ra thế nào thế này. Mình làm thế nào? Biết làm sao bây giờ nhỉ? Chán làm sao cả. À. Công nhận gà hôm nay ngon. Mời anh đi. Gà hôm nay ngon, gà hôm nay ngon. Ngon kìa. Bố trời hết bay rồi nhỉ? Bình thường là ngán hết rồi. Kèn kèn nha. Thế đi. Thế nào? Lên là phải hết. Các kèn này hết. Wow. Rồi lắc. Lắc. Thế mới là cấp rồi. Wow, đã đẳng cấp rồi. Thế mà có bát cơm cho bác Biển bát cơm với anh. Để nó không ăn đâu mà đâu. Bác Biển nó một keng rồi mà. Anh dài, nó phải keng. Thôi mình, anh em hai tiếng ngạo nó vui, nó cả nhà thông cảm nha. Anh em, nhà mình cái cỗ to không mà nó đứa anh em, nhà mình nó là như thế. Rồi mình xin kết thúc video, cảm ơn cả nhà đã xem clip, nhớ nếu thấy hay đăng ký ủng hộ cho anh em nhà mình nha. Chào các chú ơi. Chú Nghĩa nó chào cái gì? Đấy, chú Nghĩa chú đấy chú xin chào miếng ớt kìa. Chào các bạn nha. Giỏi. Thôi được anh em chào làm chén nào. Ừ, anh em làm chén.